anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ xin trả lời một cái câu hỏi, đó là anh em đang hỏi mình, nó là cái câu hỏi là thương hiệu máy tính nào đang được chuộng nhất thế giới. Chuộng nhất thế giới ở đây đó là các fan cuồng chẳng hạn, và ở bất kỳ quốc gia trên thế giới họ đều yêu thích. Thì chắc là anh em nhìn cái video nhìn trên bàn, chắc anh em cũng đoán ra luôn, đó là thương hiệu mà đang được rất nhiều bạn trẻ hay là những người yêu thích công nghệ mà mỗi một lần ra mà mọi người đều thao thức mong chờ, thì đó là thương hiệu của Apple, đó là chiếc máy tính MacBook. Anh em đều biết là sản phẩm MacBook thì bây giờ thì kể cả già trẻ lớn bé rồi đi đâu chúng ta cũng thấy. Việt Nam các bạn cứ thấy là bất cứ ai cứ dùng cái sản phẩm cứ có quả táo đằng sau là mọi người mặc định luôn là đây là những sản phẩm đắt tiền và là một cái thương hiệu cao cấp. Thực tế mà nói thì hiện ở giá thành MacBook của Việt Nam thì cũng chả có cái gì quá cái gọi là quá xa lạ cả, bởi vì ở cái thành phố này với con người Việt Nam thì cứ cái gì đắt đỏ nhất thế giới và cái gì chuộng nhất thế giới thì sẽ có ở Việt Nam gần như là đầu tiên, thì MacBook cũng vậy. Còn hiện nay thì dạo này thì mình cũng làm rất nhiều video về MacBook rồi, các bạn đều thấy là hiện nay nếu mà chúng ta chỉ cần sở hữu những cái phiên bản tầm trung trung mà dùng văn phòng thì chỉ cần hơn chục củ là anh em sẽ sở hữu được những chiếc MacBook rồi. Còn nếu mà cao cấp các thứ đắt tiền kể cả những dòng mới thì giá dao động cũng khoảng 30 triệu, 40 triệu và 50 triệu với người Việt Nam thì không phải là vấn đề. Và hiện tại vì sao mà người ta lại chuộng như thế thì mình cũng đã làm rất là nhiều video. Đơn giản, với mình thì chiếc MacBook mình cảm thấy như nó là thuận tiện trong cái công việc. Và nó thiết kế thì anh em đều thấy là rất là đẹp. Ví dụ trên bàn, đây là một chiếc MacBook New Mac 12 này, anh em thấy không? Màu miếc của nó rất là đẹp và rất trọng lượng rất nhẹ. Và điểm mạnh của MacBook thì anh em đều biết là thiết kế đẹp này, thời lượng pin tốt này, dùng ổn định này và tối ưu hóa phần cứng rất ok. Và tất cả các thiết bị của họ thì đều có thể là chia sẻ mọi thông tin cho nhau, hoặc là có thể ví dụ như chúng ta chỉ cần có một cái tài khoản iCloud, chúng ta có thể dùng trên iPhone, có thể dùng trên iPad và có thể dùng trên MacBook và cũng có thể dùng trên Mac Mini hay iMac. Nói chung là cái hệ điều hành của nó rất là bảo mật và dùng rất là ok, và kể cả virus các thứ thì nó cũng khó tấn công hơn so với hệ điều hành Windows. Còn về chất lượng bảo hành thì anh em đều biết là ở Việt Nam thì họ làm cũng rất là tốt, cũng như trên thế giới họ làm rất là tốt, chính sách riêng và những cái máy này thì đều có chế độ hậu mãi rất là ok. Thực ra thì mình xin lưu ý với những anh em mà dùng MacBook thì MacBook có một cái gì đấy thì nó vẫn có ưu và nhược điểm riêng. Nhược điểm của nó thì các anh em đều biết đó là giá thành cũng tương đối đắt nếu mà so với những cái máy tính chạy hệ điều hành Windows. Và cái khó nữa đó là cái tương thích về cái phần mềm. Còn hiện nay nói vui thì trên phần mềm Win có gì thì trên MacBook cũng có gần hết, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải học lại và chúng ta đúng ra phải biết bẻ khóa. Chứ còn nếu mà chúng ta mua bản quyền hết để dùng trên chiếc máy thì nó rất là đắt. Còn các bạn cũng yên tâm, Mac cũng vẫn có thể cài được Win và chúng ta có thể dùng hoàn toàn như một chiếc máy tính bình thường. Nhưng mà chạy trên Win thì cũng có một cái nhược điểm, chẳng hạn như máy nó chạy cũng hơi nóng hơn hoặc thời lượng pin nó hao hơn. Đó là những cái nhược điểm trên MacBook. Và những cái linh kiện để thay thế cho Mac thì nó cũng đắt đỏ hơn so với máy tính Win cũng rất là nhiều. Còn với mình thì đơn giản nó chỉ là dùng mình cảm thấy ổn định, đẹp và tóm lại là mình cảm thấy dùng ok là mình dùng thôi, chứ không có cái gì nó quá cao siêu cả. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng công năng của từng dòng MacBook 1, mời các bạn đón xem. Đầu tiên thì mình giới thiệu đến dòng MacBook Pro Retina phiên bản có tuyết 3, và phiên bản mới như này thì nó sẽ có năm 2016 và 2017. Các bạn có thể thấy đây, hình thức bên ngoài nó sẽ giống y hệt như này, và trên thị trường thì nó sẽ có các phiên bản như là nó sẽ mặc định là i7, nhưng mà nó sẽ có hai phiên bản là cảm hình 2GB và cảm hình 4GB. Các bạn có thể thấy hình thức bên ngoài như này. Và trên tất cả các phiên bản 15 inch thì đều được trang bị cấu hình rất mạnh. Ví dụ như là vi xử lý của nó là i7HQ, chip thế hệ mới nhất nó là thế hệ 7. RAM sẽ mặc định là 16GB và tốc độ ổ cứng, nó cảm màn hình, nói chung chắc chắn nó sẽ mạnh mẽ và nhanh hơn nhiều so với dòng 13,3 inch. Nhưng dòng này thì cũng phải nói luôn anh em, giá thành trên thị trường rất đắt đỏ. Thường chúng ta sẽ phải đầu tư máy cũ lai lưu ở mức khoảng 40 triệu. Còn cao cấp trên các phiên bản mới thì 60 đến 70 triệu đồng cho các phiên bản khác nhau. Trên thị trường thì nó sẽ có hai màu. Đây là màu xám không gian này, nó còn gọi là màu gray, và đây là màu silver, các bạn lưu ý này. Và trên các phiên bản 15 inch này thì nó sẽ dành cho các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp mà yêu cầu một cái máy cấu hình mạnh, chủ yếu là dành cho dân chúng ta có thể dựng 3D, 2D và có thể dùng lập trình trên chiếc máy này rất là ok. Nhược điểm của nó thì là đắt đỏ và cái hình thức máy bên ngoài nó sẽ to. Trên phiên bản 15 inch thì các bạn lưu ý là độ phân giải màn hình nó cũng lớn hơn. Độ phân giải của nó là 2880 x 1800 các bạn nhé. Cao hơn so với dòng 13,3 inch đó là 2560 x 1600. Và có một điều nhận biết bên ngoài thì là cái cổng kết nối của nó thì đều là Thunderbolt với tốc độ ghi đọc 4GB một giây, hiện nay rất nhanh. Đây các bạn này, nó sẽ có 4 cổng. Và loa của nó thì cũng được trang bị ngon hơn so với dòng 13 inch nha các bạn nhé. Nói chung với dòng 15 inch thì cái gì nó cũng hơn.
và tốc độ ổ cứng trên cái dòng 15 inch nó cũng hơn, nó sẽ có dung lượng từ 256, 512, 1T và cao nhất là 2T để các bạn lựa chọn. Dòng thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó là dòng 13 inch. Đây là hai phiên bản khác nhau này, các bạn để ý nha. Dòng 13 inch thì nó lại khác đi một chút, thì các bạn có thể thấy là phiên bản có trang bị tút 3 và phiên bản không trang bị thanh tút 3. Đây các bạn có thể nhìn thấy, chứ mình sẽ so sánh luôn này. Đặc điểm chung của dòng này thì đều được trang bị chip U và không có cặp màn hình rời. Chính vì thế thì nó hỗ trợ các bạn làm đồ họa thì nó sẽ ở mức nhẹ nhàng thôi, và chủ yếu là dân business văn phòng chúng ta sẽ dùng. Và thời lượng pin của nó cũng giống như phiên bản 15 inch, nó sẽ trụ được khoảng 7 đến 8 giờ. Độ phân giải của màn hình thì cũng là 13,3 inch và nó là 2560 x 1600. Và chip thì lưu ý với các bạn thì đều được trang bị chip U, có nghĩa là xung nhịp chip tiết kiệm điện, nói chung là nó sẽ không hỗ trợ các bạn làm đồ họa nhiều. Và trên phiên bản mà có thanh tút 3 thì anh em để ý là sẽ có 4 cổng như phiên bản 15 inch. Đây. Nó sẽ có ví dụ cổng bên này thì nó là cổng Thunderbolt này. Các bạn lưu ý nó có cái cổng sạc cổng phone ở đây thì là Thunderbolt. Và hai cổng bên này nó là hai cổng Type-C. Đấy. Và trên phiên bản 13, 15 inch thì đều trang bị cổng bảo mật vân tay, nó sẽ ở đây các bạn nhé. Đấy. Còn phiên bản mà không có tút 3 thì nó là thay bằng phím cứng. Và trang bị cấu hình cũng là thấp hơn, nó chỉ được trang bị cấu hình là 2.3 thôi. Còn trên phiên bản 2016 nó là 2.0. Và em này bị cái nhược điểm nữa là nó chỉ có hai cổng như này thôi. Anh em nhìn này. Đấy. Và giá tiền thì hiện nay chúng ta chỉ đầu tư, ví dụ phiên bản 128 2017 đi thì nó giá đang bán khoảng 28 triệu, 256 đi hơn 30 triệu một chút. Còn nếu mà anh em đầu tư live lưu mua cũ thì mình cũng phải nhắc anh em 24, 25 triệu cũng không rẻ hơn quá nhiều. Và nhiệm vụ chủ yếu của hai phiên bản này thì nó sẽ dành cho business đồ họa tầm trung, nói chung là những công việc hoàn toàn nhẹ nhàng bình thường. Giá bán rất đắt so với những cái máy laptop Win thì này vẫn là đắt. Ưu điểm bên ngoài thì anh em thấy rất đẹp. Và chạy hệ điều hành OS, nói chung thẩm mỹ của nó tuyệt đối là đẹp. Và có một dòng nữa trên thị trường đó là chiếc Lumax. Đây có lẽ là một chiếc máy được trang bị cấu hình khiêm tốn nhất. Hình thức ở bên ngoài thì như này, ưu điểm là mỏng nhẹ và chủ yếu nó sẽ dành cho anh em làm văn phòng. Chiếc máy này được trang bị chip Core M hoặc Core M5, M3. Hiện trên thị trường đang có giá bán mới phiên bản 2017 ở mức khoảng là gì nhỉ? 28 triệu đồng. Và nếu phiên bản Core M5 thì nó ở mức khoảng trên 30 triệu. Con này thì bị mắc một cái nhược điểm, đó là cấu hình đúng ra chỉ nhỉnh hơn chút một chiếc iPad một chút, và nó hoàn toàn chỉ những cái công việc cơ bản, đó là chúng ta có thể dùng lướt web, xem phim, giải trí và làm văn phòng. Trọng lượng của nó thì thuộc phân khúc máy tính nhẹ nhất thế giới, trong cái này thôi có 900g anh em ạ. Màn hình Retina này các bạn nhá. Siêu đắt, một cái máy cấu hình hoàn toàn bình thường. Nếu chúng ta mua cũ thì ở phiên bản 2015 thì nó có lần đầu tiên, thì hiện nay mua cũ khoảng 16-17 triệu. Còn phiên bản mà 2016 thì nó khoảng 20 triệu. 2017 chúng ta mua cũ khoảng trên 20 triệu một chút. Còn mới đây anh em đấy, 28 củ nha anh em nhá. Nó trang bị là Core M và RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256 hoặc 512GB. Ưu điểm mỏng nhẹ, nhược điểm giá thành đắt và chỉ có duy nhất một cổng kết nối như này, rất bất tiện. Nhưng mà một chiếc máy này thì đối với anh em mà hay đi lại di chuyển nhiều thì nó lại cực kỳ ok, bởi vì nó rất là nhẹ, thời lượng pin lên đến 8-11 tiếng, khá ngon. Đấy. Còn phiên bản rẻ nhất trên thị trường và phải nói là cái màn hình xấu nhất trên thị trường mà cái sản phẩm MacBook nói, đó là chiếc MacBook Air. Hình thức bên ngoài thì vẫn là kiểu dáng hoài cổ này thôi, ra mắt từ năm 2010 và đến bây giờ 8 năm rồi, sắp 9 năm rồi, chưa có gì thay đổi. Hy vọng là kiểu dáng của chiếc MacBook Air này thế hệ mới thì nó sẽ có thêm màn hình Retina. Đây, hình thức như này đây. Mà lưu ý các bạn, hiện nay phiên bản 2017 mà vẫn chỉ được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 5. Ôi dồi, rất thấp anh em ạ. Thấp thì cũng có cái giá của nó, thì phiên bản này cũng được trang bị chip U. Và chủ yếu là phiên bản 2018 nó là 1.8 hiện nay. Và thời lượng pin của em này là ưu điểm nhất, lên đến 12 tiếng. Và màn hình của nó chỉ là màn hình 13,3 inch và độ phân giải của nó là 1440x900 anh em ạ. Độ phân giải này còn chưa được gọi là màn hình full. Ưu điểm rất rẻ,
Trên thị trường thì chúng ta chỉ bỏ ra 19 triệu là sách một chiếc máy mới về, trang bị ổ cứng 128 và 256GB thì bỏ ra hơn 20 củ. Và trang bị không thiếu cổng gì. Nó có USB này, có Thunderbolt này. Bên này thì có thêm một cổng USB nữa này, cổng phone. Và đây là cổng sạc, sạc của nó truyền thống vẫn là MagSafe 2 như này anh em nhé. Ưu điểm rẻ, mỏng, nhẹ. Và trọng lượng của chiếc MacBook Air này là 1,36kg. Phiên bản mới này 13 inch là 1,37. Em này thì 900g. Đây. Và em này thì là 1,8. Loại mà nếu mà anh em chưa dùng MacBook bao giờ mà cần tư vấn gì hay là có những cái thắc mắc gì về MacBook hoặc các sản phẩm riêng của Apple thì anh em cứ đặt câu hỏi ở bên dưới. Mình sẽ đọc và mình sẽ tư vấn hết cho anh em. Còn nếu anh em cứ cần gì gọi điện cho mình sẽ tư vấn rất là nhiệt tình, đêm hôm ok hết. Tốt là những cái điểm mạnh của Apple, thứ nhất là máy tính chạy ổn định này, thế hình thức thiết kế đẹp này, thời lượng pin tốt này, giá thành thì không tốt tí nào. Và màn hình của Apple rất đẹp, đặc biệt là khi chúng ta dùng chẳng hạn những cái đoạn hình ảnh video hoặc chúng ta có thể kết nối âm thanh từ bên ngoài, cổng âm thanh của Apple xuất ra cũng rất là hay. Đây chính là những cái tính năng mà mọi người trên thế giới đều đam mê. Và chương trình về ABC về MacBook của mình đến đây là kết thúc. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại.